Ta xin ban tổ chức chuyển đến máy của Nguyệt Nguyễn Thị và sau đây chúng ta sẽ chuyển sẽ quay lại với máy của Diệu Đức. Dạ, A Di Đà Phật. Không biết là ban tổ chức có thấy có máy của bác Diệu Đức đã bật camera chưa, thì sau câu hỏi của bác Nguyệt Nguyễn Thị chúng ta sẽ trở lại. Có thấy không Minh Hoàng? Máy máy Nguyệt Nguyễn Thị ở Zoom 225. Dạ đây rồi ạ. Dạ mời bác. Di Đà Phật, con kính bạch trên chư tôn tiền đức tăng ni chứng minh, con kính bạch thầy Diệu Âm Tịnh Hải, xin thầy cho con hỏi, khi người mới mất đụng chạm vào người họ rất đau như rùa lột mai, mà con lại là một điều dưỡng làm trong bệnh viện, khi người bệnh bị ngừng tim ngừng thở hoặc có những người bệnh đã bị chết ở nhà nhưng lại bị người nhà đưa vào viện và con phải thực hiện theo y lệnh của bác sĩ là cấp cứu và ép tim, bóp bóng, thậm chí sốc tim để cấp cứu cho người bệnh. Nhưng hầu hết những bệnh nhân như vậy đều không cứu được. Nhưng vì nghề nghiệp, chúng con không thể không cấp cứu và cũng do gia đình yêu cầu là còn nước còn tát. Con nhìn thấy như vậy, con thấy rất buồn và vừa làm vừa niệm Phật. Con cũng không biết phải làm sao. Con xin thầy cho con lời khuyên, con phải làm như thế nào với công việc đó ạ? Và con có phải chịu nhân quả từ công việc đó không ạ? Con xin thầy chỉ bảo cho con để con có phước phần vãng sinh về Tây phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật, con xin thành kính tri ân công đức thầy ạ. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cảm ơn chị Nguyệt đưa ra những điều này vô cùng thiết thực. Vì biết như vậy cho nên Diệu Âm thường cầu mong sao cái pháp hộ niệm này lan tỏa rộng ra để cho nhiều người tin hiếu mà tự cứu nhau. Chứ còn không thì cái cảnh tình này đau đớn lắm chư vị ơi. Vì không biết cho nên thế gian làm như vậy đấy. Riêng chị Nguyệt thì làm vì cái bổn phận, chứ không phải là chị cố tình làm như vậy. Nếu thí dụ như trước đó mà khuyên được gia đình, đó là chư vị ơi, nếu mà một người mới chết mà làm hô hấp như vậy thì tội nghiệp cho người ra đi, đại nạn cho người à, cho người ra đi. Phật dạy như vậy đấy. Nếu mà chư vị tin Phật thì có thể dặn dò chúng tôi, viết ra cái lệnh cho chúng tôi là khi người thân chúng tôi chết không làm hô hấp, không làm những chuyện đó để tránh cho người thân của chúng tôi bị đau lòng. Có được lời di chúc, có được cái lệnh này thì chư vị mới có thể thực hiện đúng pháp Phật. Còn nếu gia đình không biết mà còn đòi hỏi chư vị nữa, nếu mà chư vị không làm, chư vị sẽ mất việc làm. Mà nếu chư vị không làm thì người khác cũng làm. Cho nên thành ra là đây là chị Nguyệt đang làm bổn phận của một người y tá trong cái bệnh viện dưỡng lão, trong cái chỗ dưỡng lão, chứ không phải là cố tình làm như vậy. Cho nên mong biết như vậy thì đề nghị với chị Nguyệt nên tuyên truyền những cái phương pháp này ra để cho nhiều người biết và hiểu. Hiểu thì họ ra cái di chúc là khi tôi chết đừng nên đụng chạm vào thân xác của tôi, khi người thân của tôi không còn tới sự hấp nữa thì lúc đó mình mới dám làm, còn không thì đành phải chấp nhận như vậy thôi, chứ còn cảnh tình của thế gian không cách nào có thể quyết định được. Mà mình làm việc như vậy là làm vì cái bổn phận của mình. Ngay vấn đề cái chất một phim cũng vậy. Nếu mà chúng ta không làm di chúc trước, không quyết định trước, thì khi nào đi vào trong viện dưỡng lão họ cứ tới cái giờ phút là chết, không ai có được quyền cản trở, tại người ta làm việc phận sự của họ. Còn phận sự của mình là cứu người thân vượt ra cảnh khổ thì chúng ta phải lo làm phận sự của một người, cứu nhau. Hai bên phải làm rõ ràng, làm di chúc đàng hoàng mới tránh được tình trạng này. Còn không làm thì thôi, chứ không phải là mình làm như vậy là mình chịu nhân quả đâu. Không phải, cái đó là gia đình phải chịu trách nhiệm chuyện này. Dạ, chúng con xin thành tâm cảm niệm tri ân công đức của thầy.